Chào cả nhà, hiện tại em đang có mặt tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Tối nay sẽ diễn ra đêm văn nghệ, có rất nhiều ca sĩ và nghệ sĩ nổi tiếng nha cả nhà. Có danh hài Bảo Trung và nghệ sĩ Đào Vũ Thanh, cùng các anh em ca sĩ nổi tiếng của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn sẽ trình diễn một đêm văn nghệ đặc sắc tối đêm nay tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Bối cảnh bên trong hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn cả nhà. Hiện tại có rất là nhiều anh chị em nhân viên ở trong hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn đã bày hàng ghế ra đặng chuẩn bị sẵn sàng cho đêm nhạc hội tối đêm nay tại hội quán cả nhà. Rất là đông bàn ghế trong hội trường cả nhà. Tại mình thấy ở bên trong hội quán thì cũng có những vị khách đến rất là sớm, có mặt lai gai ở bên trong rồi. Alo, 1, 2, 3, 4 Cái này là mình quay toàn cảnh bên trong hội quán của anh Khương Dừa Ngôi Sao Miệt Vườn đó nha. Đây là bên hông chỗ để xe và toàn bối cảnh bên trong chuẩn bị trước đêm nhạc hội tối đêm nay tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Hiện tại mình thấy bên trong số lượng du khách cũng lai gai rồi đó nha. Này lúc 15 giờ chiều em đang có mặt tại hội quán. Quán của anh Khương Dừa thì bối cảnh bên trong rất là đẹp cả nhà, cảnh rất là thơ mộng, có những làm theo kiểu chòi lá và trồng những loại cây hoa thì theo phong cách cũng rất là đẹp. Hôm nay bên trong hội quán của anh Khương Dừa thì được bán vé cả nhà, nên gào ở trước khán sân khấu lại thì chỉ có ai có vé thì mới được vào bên trong ngồi những dãy ghế để xem chương trình ca nhạc trong hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thôi. Còn anh chị em nào không có vé thì mình ở bên ngoài cái hàng rào để mình xem chương trình nha cả nhà. Còn ở đây là trước cổng đường Nguyễn Hữu Chí. Huyện Chí trước cổng này là chỗ trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh nha cả nhà. Hội quán của anh Khương Dừa thì nằm ở bên trong trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh. Hướng ngoài cầu Bình Điền vô thì nằm phía bên tay trái nha cả nhà. Còn hướng với bến lức chợ Điểm lên thì nằm phía bên tay mặt của trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh. Còn ở đây là bối cảnh tất cả nhân viên của anh hiện tại đang dọn dẹp bàn ghế ra những chuẩn bị cho sự kiện đêm âm nhạc tối đêm nay. Mở
mỗi lần anh Hương Dừa tổ chức sự kiện lớn tại hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì mình thấy lượng khán giả đến đây rất là đông cả nhà. Cả nhà mình đến xem chương trình âm nhạc thì mình tranh thủ đến đây sớm đặng mình được lên ngồi những dãy ghế ở trên khán đài, mình xem một chương trình một cách rõ và hấp dẫn nhất cả nhà. Khi mình đi trễ thì mình gửi xe thì cũng khó, và mình di chuyển đến sau thì mình ngồi ở phía sau thì mình xem một cách nó không chính xác nhất. Hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dừa này nằm ở bên trong trung tâm văn hóa quận Bình Chánh cả nhà, nên mình đi di chuyển đến thì cũng rất là dễ, nằm trên đường Nguyễn Hữu Chí ngay trung tâm văn hóa quận Bình Chánh. Hàng đêm thì hội quán của anh Khương Dừa có kinh doanh các hàng thức ăn nhanh, nước uống, cà phê và sinh tố các loại cùng những thức ăn nhanh, thì mỗi đêm mình hay đến đây và gia đình ghé uống sinh tố hay ăn những món ăn vặt ủng hộ anh Khương Dừa, thì mỗi đêm mình thấy hội quán của anh Khương Dừa lượng khách đến đây ăn cũng khá là đông cả nhà. Tại phong cảnh ở đây cũng rất là mát và thơ mộng, nên mà mỗi tối những người thân và gia đình và bạn bè đến đây để mình thưởng thức những ly nước và những món ăn vặt, không ngắm phong cảnh đẹp thì cuộc sống nó thấy nó cũng vui và bình yên hơn cả nhà. Chứ mỗi một ngày mình làm những công việc mệt nhọc thì hàng đêm mình vào đây mình ngồi mình ngắm cảnh đẹp và ăn những món ăn như vậy thì cuộc sống nó cũng thấy thoải mái hơn. Này là toàn bộ bối cảnh ở đằng mặt trước của hội quán anh Khương Dừa cả nhà. Đây là cái bảng trung tâm văn hóa truyền thông huyện Bình Chánh. Hiện tại mình đang có mặt tại trước hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dừa trước giờ diễn ra đêm nhạc hội tối ngày 13 tháng Giêng năm 2024. Mình quay video chia sẻ đến tất cả bà con và cả nhà biết về mà hội quán của anh Khương Dừa sẽ tổ chức đêm nhạc hội tối đêm nay rất là hoành tráng cả nhà. Hiện tại bên trong sân khấu của anh thì cũng đã các nhân viên chuẩn bị bàn ghế sắp sẵn sàng cho đêm nhạc hội tối đêm nay, và những dàn âm thanh thì cũng được anh Khương Dừa và các anh em trong ban nhạc cũng đã nãy giờ mình nghe đã chỉnh lại cho âm thanh một cách hay nhất và hiện đại nhất nha cả nhà. Đây là bên trong hội quán, các anh em là rất tấp nập để sắp ra những cái dãy bàn ghế đâu đó ngăn nắp gọn gàng để chào đón tất cả khán giả hâm mộ đến ủng hộ anh Khương Dừa tối đêm nay. Sẽ một đêm diễn ra đêm văn nghệ rất là lớn tại trung tâm văn hóa huyện Bình Chánh, giúp cho tất cả bà con cô bác ở trong quận nói chung và ngoài quận nói riêng sẽ đến đây xem được một đêm biểu diễn âm nhạc thật là thú vị và ý nghĩa cả nhà. Hiện tại bên trong thì mình thấy cũng có khá nhiều nghệ sĩ ở bên trong cả nhà đang ngồi để tập vợt để tối nay trình diễn cho đêm văn nghệ một cách tốt nhất cả nhà. Còn phía bên đây là bãi gửi xe của hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn. Hôm nay thì mình vào hội quán Ngôi Sao Miệt Vườn thì mình gửi xe trong trung tâm văn hóa luôn cả nhà. Đi vô thì bên trong nó có một cái bãi xe sau trung tâm văn hóa rất là lớn, và mình để xe ở trong đó chứ không còn gửi xe bên đường như những lần trước nữa cả nhà. Hôm nay cái bãi gửi xe rất là rộng, ngày trước rất là nhiều xe luôn. Mình vô trong mình gửi xe tiện mình sẽ qua bên hội quán mình xem ca nhạc luôn.